Tàn nhưng không phế, thanh niên đi khập khiễng vẫn cố leo rào vào nhà dân trộm xe máy. Chỉ trong một đêm, chủ nhà đã bị đột nhập lấy cắp hai chiếc xe máy. Điều độc lạ là khi gia chủ xem camera, vô cùng kinh ngạc với gã trộm tướng đi khập khiễng. Trích xuất dữ liệu camera an ninh nhà dân ở Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai ghi lại. Từ bên ngoài, một bóng người nhẹ nhàng leo vượt qua hàng rào vào bên trong. Sau khi quan sát, tên này đã mở cổng trước dắt một chiếc xe ngay sân ra ngoài. Ít lâu sau, tên này với tướng đi hai hàng, chân khập khiễng, giống bị tật, tiếp tục vào trong dắt theo một chiếc xe khác rồi nhanh chóng tẩu thoát. Một vụ trộm khá táo bạo cảnh báo mọi người cẩn trọng bị đột nhập vào nhà khi ngủ say giấc. Nam thần ăn mặc sang chảnh trả giá không được giở trò trộm cắp. Mặc áo sơ mi, khoác áo vest bên ngoài nhìn khá lịch sự, thế nhưng gã thanh niên sau đó lại có hành vi vô cùng xấu xa. Trích xuất camera an ninh, một tiệm ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho thấy, thanh niên này ghé tới 3 lần để trộm đôi dép. Theo đó, thời điểm này là buổi trưa vắng người, thanh niên lịch sự đi tới quan sát tình hình, sau đó trộm đôi dép đem đi. Thấy ngon, tên này quay lại lần 2 trộm tiếp. Phải đến lần thứ 3, khi chị chủ đi lên, hắn mới giả vờ làm khách mua đồ, sau tìm cách rời khỏi. Sau khi kiểm tra camera thì chủ shop mới phát hiện bị mất hai đôi dép. Các bạn nghĩ sao về những tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.